Mới đây, Ngoại trưởng Hungary Peter Sziatto tuyên bố nước này có quyền miễn trừ việc áp giá trần dầu Nga mà EU và các nước G7 vừa đặt ra. EU chưa phản hồi tuyên bố của Hungary. Cụ thể, ngày 3 tháng 12, Ngoại trưởng Hungary Peter Sziatto tuyên bố nước này có quyền miễn trừ việc áp giá trần dầu Nga mà Liên minh châu Âu và G7 vừa chính thức thống nhất, theo đài RT. Trong các cuộc đàm phán về giá trần dầu Nga, chúng tôi đã đấu tranh hết mình vì lợi ích của Hungary và cuối cùng đã thành công. Hungary đã đạt được quyền miễn trừ đối với giá trần dầu Nga. Một lần nữa, chúng tôi đã thành công trong việc bảo vệ an ninh nguồn cung năng lượng của đất nước chúng tôi. Ông Sziatto viết trên Facebook. Ông cũng chỉ trích sáng kiến áp trần dầu Nga và cho rằng đã đến lúc EU cần nhận ra rằng các biện pháp như thế này làm tổn thương nền kinh tế châu Âu nhiều nhất. Ông nói thêm rằng, thay vì đặt giá trần dầu Nga, các nước nên tìm cách tăng nguồn cung năng lượng. Các quan chức của EU chưa đưa ra bình luận liên quan tuyên bố của Hungary. Theo tuyên bố chung được đưa ra vào ngày 3 tháng 11, G7, EU và Úc đã đồng ý đặt mức giá trần đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 60 đô một thùng. Quyết định này dự kiến có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12 hoặc ngay sau đó. Mức giá trần này sẽ cấm các công ty phương Tây cung cấp bảo hiểm hoặc tài trợ cho các tàu chở dầu của Nga, trừ khi dầu trên các tàu này được mua bằng hoặc là thấp hơn mức giá trần. Các tàu vi phạm sẽ bị phạt rút bảo hiểm và rút tài trợ trong 90 ngày. Tuy nhiên, nếu Hungary được miễn trừ thì nước này có thể sẽ không cần phải tuân theo các quy định này. Về phần Nga, ngày 3 tháng 12, nước này cho biết sẽ không công nhận mức giá trần. Ngày 4 tháng 12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tái khẳng định Moscow sẽ không bán dầu ở mức giá trần mà EU và G7 đã đặt ra. Chúng tôi sẽ chỉ bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho những quốc gia hợp tác với chúng tôi trong các điều kiện thị trường, ngay cả khi chúng tôi phải giảm sản lượng, ông Novak nói. Ông Novak dự đoán rằng mức giá trần dầu Nga sẽ làm mất ổn định thị trường toàn cầu và cho rằng việc đặt ra mức giá trần này mâu thuẫn với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông cho biết Nga đang làm việc để tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 4 tháng 12, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã có cuộc gặp quốc vương nước chủ nhà Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa để thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Đây là chuyến thăm lần đầu tiên của một Tổng thống Israel tới Bahrain kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào cuối năm 2020. Tại cuộc gặp lịch sử này, Tổng thống Israel Herzog nhấn mạnh chuyến thăm của ông khẳng định tầm quan trọng của việc Israel kết nối quan hệ đối tác với Bahrain trong các lĩnh vực quốc phòng, thương mại, du lịch và môi trường. Ông cũng kêu gọi có thêm nhiều nước trong khu vực ký kết hiệp ước hòa bình với Israel. Về phần mình, quốc vương Hamad cho biết Bahrain ủng hộ việc đạt được hòa bình bền vững và toàn diện, có thể đảm bảo hướng tới sự ổn định, phát triển và thịnh vượng cho tất cả người dân trong khu vực. Quan hệ giữa Israel và Bahrain đã được cải thiện kể từ khi hai nước tham gia Hiệp định Abraham cách đây 2 năm, hiệp định nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Hồi giáo vùng vịnh với vai trò trung gian của Mỹ. Ngày 4 tháng 12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow đang nghiên cứu khả năng cấm cung cấp dầu theo giá trần do phương Tây áp đặt. Theo Phó Thủ tướng Nga, Moscow đang nghiên cứu các cơ chế để cấm việc sử dụng công cụ giới hạn giá bất kể mức nào được đặt ra, bởi vì sự can thiệp như vậy có thể khiến thị trường ngày càng bất ổn. Ông Novak nhấn mạnh Nga sẽ không tuân theo một mức giá trần nào cả, ngay cả khi phải cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Trước đó vào hôm 3 tháng 12, các nước thành viên Liên minh châu EU đã hoàn thành việc phê chuẩn bằng văn bản mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng do nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 đề xuất đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga. Sau động thái này, Moscow khẳng định sẽ tiếp tục tìm được khách hàng mua dầu mỏ của nước này. Hôm qua, Bộ Y tế Singapore nhận định nước này cần chuẩn bị đối mặt với làn sóng mới của dịch COVID-19 khi có thêm nhiều người đi lại và các lễ hội diễn ra nhộn nhịp hơn vào dịp cuối năm. Theo bộ trên, thì trong năm nay, quốc gia Đông Nam Á này đã trải qua 3 làn sóng dịch COVID-19 và trong trường hợp xảy ra làn sóng dịch mới, quy mô lây lan sẽ không giống như những đợt dịch trước. Do đó, Bộ Y tế Singapore cho rằng điều quan trọng là giám sát tình hình dịch bệnh tại nước ngoài và theo dõi sát khả năng xuất hiện biến thể mới tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhanh trong mùa đông tại Bắc Bán Cầu. Ngày 3 tháng 12, Singapore đã ghi nhận thêm hơn 1.000 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ đầu dịch đến nay tại nước này lên tới hơn 2.171.000 ca. Chiều tối qua, núi lửa Semeru trên đảo Java của Indonesia tiếp tục phun những cột tro bụi cao đến 1,5 km lên không trung và dòng nham thạch nóng bỏng bắt đầu chảy tràn trên diện rộng. Giới chức địa phương đã buộc phải sơ tán khẩn cấp khoảng 2.000 người dân sống gần khu vực núi lửa tới 11 khu tạm trú.
Hiện chưa có báo cáo thương vong liên quan tới vụ núi lửa phun trào này. Người dân được yêu cầu không đi lại trong bán kính 8 km tính từ núi lửa. Các chuyên gia địa chất cho biết Semeru vẫn đang trong giai đoạn phun trào, mặc dù kích thước của các đám mây cho bụi đang giảm dần. Ít nhất 6 ngôi làng trong vùng đã bị ảnh hưởng bởi đợt phun trào này. Ngoài ra, mạng Internet trong khu vực cũng ngừng hoạt động và tín hiệu điện thoại bị chập chờn sau vụ núi lửa phun trào. Núi lửa Semeru cao 3.676m, nằm cách thủ đô Jakarta của Indonesia khoảng 850 km về phía đông nam. Cách đây một năm, núi lửa này cũng phun trào mạnh khiến nhiều người thiệt mạng. Ngày 4 tháng 12, tàu vũ trụ Thần Châu 14 của Trung Quốc cùng 3 phi hành gia đã trở về trái đất an toàn, kết thúc sứ mệnh cuối cùng trong kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc mang tên Thiên Cung ở quỹ đạo của trái đất. Tàu hạ cánh xuống một địa điểm ở khu tự trị Nội Mông phía Bắc Trung Quốc. Trước đó, tàu Thần Châu 15 được phóng từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F. Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, tàu Thần Châu 15 đã kết nối thành công với trạm Thiên Cung vào rạng sáng 30 tháng 11. Sau khi cập bến Modun lõi, ba phi hành gia trên tàu Thần Châu 15 có thời gian một tuần để bàn giao với các đồng nghiệp trong sứ mệnh Thần Châu 14 đã ở trạm Thiên Cung từ tháng 6. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành việc thay người ngay trong vũ trụ, qua đó xác nhận mô hình thay người định kỳ sau này. Thưa quý vị, có rất nhiều vị trí lãnh đạo trong cơ quan công quyền, nhưng vị trí giám đốc diệt chuột có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện và nơi cần tới lãnh đạo này là thành phố không ngủ New York, Mỹ. Chính quyền thành phố cũng đang tìm một công ty diệt chuột hàng đầu để giải quyết vấn đề cấp thiết này trong bối cảnh các khiếu nại về chuột ngày càng gia tăng. Vâng, không riêng gì New York mà nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ cũng đang mày mò áp dụng đủ loại biện pháp để có thể chống chọi với nạn chuột phá hoại. Bạn có năng lực để làm điều bất khả thi đó không? Là câu hỏi trong bản tin tuyển dụng của chính quyền thị trưởng New York đăng tải vào ngày 30 tháng 11 cho vị trí giám đốc giảm thiểu loài gặm nhấm. New York trả lương từ 1.200 đến 1.700 đô la Mỹ một năm, tương đương với khoảng từ 3 đến 4 tỷ đồng cho vị trí đặc biệt này. Ghét nhất là loài chuột. Nếu bạn có quyết tâm cao, hơi khát máu, có khả năng tiêu diệt đàn chuột đang không ngừng sinh sôi và tấn công thành phố New York, thì đây sẽ là công việc mơ ước dành cho bạn. Chúng tôi nghiêm túc tìm kiếm một người hiểu rõ tính cấp thiết của tình trạng hiện nay. Ứng viên phải có động cơ, quyết tâm và bản năng sát thủ cần thiết để chiến đấu với kẻ thù thực sự, đó là đàn chuột. Tại New York, số cuộc điện thoại phàn nàn về chuột đã tăng 71% trong năm qua. Cụ thể, riêng tháng 9 năm 2020, có 18.000 lời phàn nàn gửi tới chính quyền thành phố, và con số này đã tăng lên 30.000 trong tháng 9 năm nay. Ồ, điều này rất tệ. Tôi thấy chuột chạy khắp trên phố. Và để thể hiện quyết tâm chống lại loài gặm nhấm, Sở Vệ sinh Môi trường thành phố còn bán những chiếc áo phông in dòng chữ "Chuột không điều hành thành phố này, người nắm quyền quản lý là chúng ta". Cùng với đó, một số lời giải thích đã được đưa ra cho việc loài chuột sinh sôi và lộng hành hơn trong 2 năm qua. Trong suốt 2 năm đại dịch, nhiều nhân viên vệ sinh đã bị cắt giảm, và vì thế tình trạng rác thải ứ đọng không được thu gom đã trở thành thiên đường cho loài chuột. Nhiều nhà hàng được mở cửa trở lại, đặc biệt là được phục vụ ngoài trời. Người dân và các chủ nhà hàng quá vui mừng và đã bất cẩn trong hành vi giữ gìn vệ sinh của mình, rác thải không được vứt đúng nơi quy định. Không chỉ đô thị lớn nhất nước Mỹ là New York, mà rất nhiều thành phố khác cũng đang chống chọi với nạn chuột phá hoại. Theo nghiên cứu mới đây, Chicago là thành phố bẩn nhất trên thế giới. Tiếp theo là New York, Los Angeles, Washington, San Francisco và Philadelphia. Bước đi lớn nhất mà chúng ta có thể cùng thực hiện là dọn sạch tất cả những thứ có thể trở thành bữa ăn của lũ chuột. Thành phố Peabody ở Massachusetts đã thực hiện một biện pháp quyết liệt hơn bằng cách lắp đặt cái gọi là hộp thông minh có thể gây điện giật cho chuột. Thành phố cũng đặt bẫy chuột bằng một loại hóa chất ngăn chúng sinh sôi. Cư dân của Washington hiện phải đối mặt với khoản tiền phạt nặng nếu phát hiện thấy có sự xâm nhập của loài chuột mà không làm gì. Và còn rất nhiều những nỗ lực và vật lực đã được tung ra nhằm đẩy lùi loài chuột. Hy vọng các thành phố lớn của nước Mỹ sẽ sớm sạch bóng loài gặm nhấm bốn chân này.